Thưa quý vị, câu chuyện đang làm nóng các mặt báo ngày hôm nay là vụ việc 15 người trong xe đông lạnh thông chốt ở Bình Thuận mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin. Và thông tin này gây sốc không phải vì chuyện trốn về quê như bao trường hợp khác. Và có thể thấy rằng là do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 mà những người lao động nghèo buộc phải tìm cách về quê trốn dịch. Lựa chọn của họ là bỏ tiền thuê xe tải đông lạnh, nhồi nhét trong thùng để nuôi hy vọng vượt qua các chốt kiểm dịch. Dù nguyện vọng là chính đáng, nhưng cách làm thì lại nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Đêm 12 tháng 9, chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 của Bình Thuận đặt tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân, kiểm tra xe tải đông lạnh biển số 51D38214 chạy hướng từ Đồng Nai ra Bình Thuận, phát hiện 15 người trong thùng đông lạnh. Tài xế Lê Văn Tuấn, 38 tuổi, ngụ Thanh Hóa, khai báo đón số người này từ hai xe ô tô 7 chỗ tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai, chở những người này vượt qua chốt kiểm dịch của Bình Thuận tại huyện Hàm Tân với giá 9 triệu đồng. Tại đây, trạm cảnh sát giao thông và chốt kiểm dịch của Bình Thuận lập biên bản xử phạt cả 3 chiếc xe ô tô về hành vi vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu quay đầu xe lại nơi xuất phát. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đưa số người dân này vào khu cách ly tập trung tạm thời tại Bình Thuận, sau đó sẽ bố trí cho họ về quê an toàn. Trong thời gian qua, một số lái xe vẫn móc nối chở người từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh vùng dịch về quê, thu mỗi người từ 7 đến 10 triệu đồng, tùy theo địa phương nơi đến. Cụ thể như có một nhóm 4 người bị phát hiện nằm trong thùng xe cẩu để thông chốt ở Bình Thuận vào ngày 8 tháng 9. Những người này khai nhận đã thuê xe 7 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An với giá 10 triệu đồng một người. Qua nhiều vụ công an phát hiện người trốn bằng nhiều cách để qua chốt kiểm tại các địa phương, cho thấy hàng ngày vẫn có nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê bằng các xe khách. Tài xế xe khách đưa đến các chốt kiểm soát thì liên lạc để thuê các xe cẩu, xe đông lạnh hóa trang để thông chốt. Có nghĩa là đường dây kết nối làm ăn, ăn chia ở các tuyến, các địa phương. Nhưng đầu tiên phải tính đến trách nhiệm quản lý người và phương tiện ra vào của các địa phương vùng dịch. Trước đây là lợi dụng các đoàn xe từ thiện, chuyến xe không đồng. Nay thì bằng cách gì mà qua mắt cảnh sát giao thông địa phương, nơi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Ai ở đâu, ở yên đó. Về phía những người trốn trên xe đông lạnh để thông chốt, rõ ràng họ đã vi phạm các quy định về phòng dịch, không chấp hành ở yên một chỗ. Vâng thưa quý vị. Dịch bệnh kéo dài đã khiến cho nhiều người lao động mất việc làm, không có nguồn thu nhập. Các thành phố, trung tâm thương mại đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội khiến cho kinh tế bị đình trệ. Để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh cộng đồng, chúng ta thực hiện biện pháp cách ly xã hội đối với những vùng đang có dịch theo chỉ thị 16. Ai ở đâu thì ở yên đó. Nhưng đa phần, các lao động thất nghiệp đều là những người từ địa phương khác lên thành phố làm ăn sinh sống. Họ phải ở trong các khu nhà trọ và đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước và cả tiền sinh hoạt mỗi tháng. Bình thường thu nhập của họ cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày, có dư giả cũng không đáng là bao nhiêu. Và thực tế trên thì cũng đã đặt ra yêu cầu cấp bách, đó là dập dịch càng nhanh, có thêm được nhiều vùng an toàn để người dân quay trở lại cho đời sống sinh hoạt thì sẽ không còn cảnh trốn về quê trong thùng xe đông lạnh. Nhưng người dân muốn sớm được trở lại với cuộc sống bình thường, buôn bán hay làm ăn, giao nhà máy thì cần phải chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Nếu ai cũng tự tung tự tác để dịch bệnh lây lan thì quá là cực khổ kéo dài. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 phải quản lý kiểm soát người dân chặt chẽ, không thể để cho những chuyến xe chở người từ vùng dịch về quê tự do. Và xin được nhắc lại lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch.